lên cây hồng xiêm rồi thì phải. Lên rồi. Đấy. Rất nhanh. Đây em chỉ đường cho nó cả. Nản thật. Đó. À, anh đang ở đâu đấy? Dạ. Ấy 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 cánh đấy. Anh phải đi đi qua cả chỗ tàu. Chỗ đang xây nhà nhá, xong anh đi thẳng lên cái chỗ mà xây nhà, anh đi qua gần doanh trại quân đội ấy. Gọi vào địa chỉ ở đây này, bảo nó đọc cái địa chỉ của nó ở đây. Vâng. Dạ tay phải. Cảnh kết đang vẩy bốc phết đấy. Con này nó điên rồi. Vâng, để em chi cho. Vâng. Vâng. Đừng bảo bám ngang nhảy ra nhá. Đang đứng ở đâu chưa biết chưa? Ai anh vừa từ từ anh xem. Nhảy. Nhảy ngang, mẹ cành trên thì nó nhảy thế đấy, xuống. Xuống giờ. Mình yên tâm lần này sập đéo giờ hụt nữa. Anh nói đùa đấy, cái lồng này sập hay trượt đấy. Thật à? Ừ. Anh bẫy toàn thịt à? Ừ. Sẹp mà. Cái lồng này nắng nó đứng ở ngoài nó sập thường sẽ bị trượt em ạ. À. Nó phải đứng ở giữa. Thôi đừng có đánh đánh đít nhé. Đừng đánh gầm dừa. Con này không đánh đít. Anh Tuấn Anh rồi. Ừ. Mái cánh ác. Ừ. Lúc đấy không gì đâu, lúc bây giờ thì chơi tưởng. Chèm cánh kinh khủng như. Có điên rồi em bảo. Yểm khít thì gì kia? Phải không? Không, khít thì áo. Ừ, nhìn như yểm khít em nhỉ. Trông thì thôi, chỗ đấy còn cách xa lồng phết đấy. Yểm khít, không hiểu. Không gần đâu. Đừng chỗ xa. Mãi về đấy. Đây, quận nhảy. Đi đàn chim con đèo ạ. Đấy, chỗ đấy thì nhảy không nhỉ? Rồi, cúi này, em. Rồi. Gần 4 phút rồi mà chưa nhảy. Nghe anh cũng muốn đánh đít giờ. Đít làm sao được em? Cái cành đấy còn cách xa cỡ khoảng tầm 7-80 phân đấy. Sao? Đấy. Rồi.